Em chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Mua Bán Ô Tô Cũ. Em là Bình, Ô Tô Cũ Hà Nội. Các bác à, hôm nay em muốn kể cho các bác một câu chuyện, đó là gì ạ? Em lại về thêm được một cái sản phẩm. Em lại nhập kho và mua về được một chiếc xe nó rất là hợp lý. Em muốn giới thiệu với các bác này, em sẵn về một chiếc VinFast Fadi. Chiếc này của em là bản Plus mọi người nhá. Bản Bay ạ, Bản Bay thì nó gọi là bản thiếu, mà bản Plus thì nó gọi là bản đủ. Chiếc xe này của em là sản xuất 2019, tên tư nhân biển Hà Nội. Nó chạy hơn 3 vạn. Với cái tầm ngân lượng bây giờ nó chỉ có đó hơn 300 triệu các bác ạ. Hơn 300 triệu một tí thì các bác thử em tính toán như này thì theo các bác là có hợp lý hay không mọi người nha. Với tầm khoảng 330 triệu thì bây giờ các bác mua được một chiếc i10 đời đâu đó vào khoảng 16, 17. Mà morning cũng chỉ khoảng đâu đó khoảng 17, 18 là cùng. Thì tại sao chúng ta lại không mua chiếc Fadi 2019? Máy 1.4 đi bao giờ cho hỏng hả các bác? Rộng rãi hơn, đẹp, cũng hợp lý. Em không chê morning i10 đâu mọi người nha. Nhưng mà với cái tầm khoảng tài chính hơn 300 triệu một tí thì xin thưa với các bác, các bác nên cân đối những chiếc Fadi như này. Mua chiếc này của em cũng được, mà mua chiếc nơi khác cũng ok mọi người nha. Đấy, các bác có thể nhìn thấy chiếc xe này của em là mang ngoại thất là màu xám. Xe thì được chủ nhân anh cách điệu một tí. Cái phần cam cam này nó là đề can mọi người nha. Chúng ta có thể bóc ra được hoàn toàn. Và chiếc xe này thì cũng đã được độ lên đèn bi. Và xin thưa với các bác là chiếc xe này em cũng may mắn là em cũng có một cái cậu em fan ở trên TikTok mọi người ạ. Chính chủ của em nó luôn. Thì em ý yêu ái để kỷ niệm lại cho em chiếc xe này. Bản Bay 2019 màu xám lông chuột. Xe đã được độ đèn bi LED rồi mọi người nha. Và chiếc xe này của em nó còn rất là mộc. Chạy hơn 3 vạn em vừa mới lấy về mà mọi người. Đây, chưa cho dọn dẹp gì cả mọi người ạ. Còn đồ đạc trong xe vẫn còn vài điểm. Vài thứ chưa bỏ ra. Đây các bác, nếu mà bác nào mà muốn mua xem xe mộc thì có thể liên hệ với em. Hoặc là lên xem trực tiếp luôn. Các bác nhìn này, vô lăng còn rất mới. Hơi tiếc tí là em chưa lên màn hình, và em bảo em cũng thích lên màn hình, em để này em nghe nhạc cho nó hay hơn mọi người ạ. Thảm táp lô chống nóng này, thẻ phí cầu đường này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây. Mọi thứ rất là mới mọi người nha. Các bác về chất lượng xe thì em cam kết cho mọi người không đâm đụng và không ngập nước. Nếu như các bác lên xem xe mà phát hiện xe lỗi em tặng xe luôn cho mọi người. Đó, VinFast Fadi. 3 vạn Fadi cũng được, mà Fadi cũng được các bác nha. 4 kính điện, hệ thống chống trơn trượt, nâng hạ đèn pha, điều hòa cơ, số tự động đây mọi người này. Chiếc xe này thì khả năng mai khi em bắt đầu cho đi spa dọn dẹp lại một tí thì nó sẽ là mới đét hơn mọi người nha. Nó gọi là mới đét hơn một tí. Nhưng mà với cái tài chính này xin thưa với các bác, em khuyên chân thành múc mọi người ạ. Bởi nó quá hợp lý so với tầm tài chính và nhu cầu của mọi người. Đấy. Đây khóa con Mazda. Mazda của anh gì? Đây. Đây các bác này, hàng ghế sau này. Em vừa mới đi lấy về mà mọi người. Nên là chưa cho đánh bóng hay dọn dẹp gì cả. Xe đang hơi bẩn một tí nên này, mong các bác thông cảm mọi người nha. Đây. Chất lượng xe thì các bác yên tâm đi ạ. Mới đét đèn đẹp luôn. Bởi vì thực ra là cái xe này nó đời 19. Nó rất là cao thôi. Còn về cái vấn đề keo chỉ cột kèo này em quay chi tiết rồi. Em đã xem kiểm tra chi tiết rồi các bác nhá. Nên là không cần phải quay quá nhiều về cái vấn đề này. Nên các bác yên tâm về cái vấn đề này này. Đấy, keo chỉ này mọi người này. Đây ghế phụ này. Các bác thấy không? Ghế da này rất là ok. Bộ ghế da này của Fadi thì em thấy đánh giá cao, rất là đẹp, mịn màng. Củ số này. 2019 thì đời nó cao. Rồi các bác nhá, bác nào thích thì liên hệ với em. Xin thành cảm ơn các bác. Em sẽ để giá ưu đãi nhất tốt nhất có thể mọi người. Xe vừa về cái là có lãi bán luôn mọi người ơi. Biết rằng là thấp hơn nữa thì nó là cái tốt. Thế nhưng mà mọi người ạ, tiền nào của đấy, muốn mua rẻ là khó mua lắm mọi người. Ok không các bác? Quá là hợp lý so với cái tầm tài chính mọi người nhá. Cảm ơn các bác.